Tính đến tối 14 tháng 6, phim truyền hình Cuộc đời vẫn đẹp sao đã lên sóng được 33 tập, còn 12 tập nữa sẽ chính thức khép lại. Cùng với sự xuất hiện của tuyến nhân vật phụ ở chặng đường cuối, mong rằng kết phim sẽ thỏa mãn được kỳ vọng của khán giả xem đài. Theo diễn biến của phim đang lên sóng, có chi tiết Lưu nhớ về người vợ đã biệt tâm của mình. Liệu vợ Lưu có quay về ở chặng đường cuối, nhận lại Thạch và bù đắp mọi thiếu thốn mà anh đã gánh chịu? Những diễn biến gần đây của phim xoay quanh số phận của bố con Lưu. Theo đó, ông quyết định đi bán thận để lấy tiền trả nợ cho con. Về phần Thạch, không chịu ngồi yên khi thấy bố chịu khổ, anh nhờ bát giúp đỡ cho mình. Có vẻ như công việc mà bát giới thiệu cho Thạch cũng liên quan đến bán nội tạng. Ở tập 33 của phim, nhiều khả năng bố con Lưu sẽ hội ngộ với nhau tại địa điểm bán thận, số phận của cả hai vẫn chưa ngã ngũ. Giữa lúc này, trên các diễn đàn bàn luận phim bắt đầu bàn tán về danh tính của vợ Lưu. Được biết, cô vì không chịu nổi sự nghèo khó mà đã bỏ đi để Lưu gà trống nuôi con. Trong các cảnh phim lên sóng, có khoảnh khắc Lưu lục lại hình ảnh cũ của vợ và bức thư tay mà cô để lại. Có thể thấy, vợ Lưu có ngoại hình rất xinh đẹp. Tại phần bình luận, khán giả bàn về khả năng vợ Lưu sẽ quay về hội ngộ với gia đình ở chặng đường cuối. Đồng thời, nhiều người còn đoán rằng chính cô sẽ xuất hiện để trả nợ cho Thạch, cứu lấy cuộc sống của hai bố con. Mặt khác, khán giả vẫn đẩy thuyền nhiệt tình cặp đôi Lưu Luyến, đồng thời cho rằng họ mới là chân ái của nhau. Trong một cuộc phỏng vấn với VTV, đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Danh Dũng không tiết lộ về cái kết của Lưu Luyến. Song ông cho biết, hành trình tìm đến hạnh phúc của cặp đôi sẽ còn nhiều trở ngại, trong đó, nhiều khoảnh khắc xúc động sẽ xuất hiện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại! Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.